Chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Shoptech và mình là Lâm Trương. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những chủ đề cực kỳ được nhiều anh em quan tâm, mà rất nhiều anh em cũng như các bác đã gọi điện đến Shoptech để yêu cầu được tư vấn về vấn đề này. Đó là cách lựa chọn ống nhòm làm sao cho phù hợp khi mà mình sử dụng với những mỗi người với mỗi mục đích khác nhau. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cũng như quý vị ba cái tiêu chí để làm sao chúng ta có thể lựa chọn được các cái dòng ống nhòm hay là các cái sản phẩm phù hợp với lại mục đích sử dụng cũng như là tài chính của mình. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng mình theo dõi nhé. Để lựa chọn được các cái dòng ống nhòm hay sản phẩm ống nhòm phù hợp thì điều đầu tiên các bác phải phân biệt được các cái dòng ống nhòm hiện nay đang có trên thị trường. Về cái tiêu chí phân biệt thì em đưa ra hai cái tiêu chí chính. Cái đầu tiên đó chính là dựa vào cái cấu tạo, và cái điều thứ hai đó chính là dựa vào cái chức năng. Thì em sẽ phân loại cho các bác thử để cho chúng ta có thể dễ hình dung hơn. Đầu tiên nếu là phân loại theo cấu tạo thì về cơ bản ống nhòm có hai dòng sản phẩm chính, ống nhòm đơn và ống nhòm đôi, hay còn gọi là ống nhòm một mắt và ống nhòm hai mắt. Ống nhòm hai mắt thì sẽ có hai cái ống kính như thế này, như chiếc em đang cầm trên tay này đó, hai cái ống để thu hút ánh sáng và chúng ta quan sát ở hai cái đầu thị kính này. Thứ hai là ống nhòm một mắt thì nó chỉ có một cái ống kính và để thu hút ánh sáng. Ống nhòm một mắt ấy, thì khoảng cách nhìn nó sẽ xa hơn, độ phóng đại có thể sẽ lớn hơn, tuy nhiên là cái khả năng quan sát nó không được tốt như ống nhòm hai mắt. Và khi mà mình nhìn lâu ấy sẽ dễ bị giật đau mắt. Thì với ống nhòm một mắt các bác phải có một chút cái kinh nghiệm sử dụng qua các cái dòng kính phóng đại và ống nhòm rồi chúng ta mới có thể dễ sử dụng được. Ống nhòm hai mắt thì nó sẽ dễ sử dụng và đơn giản hơn rất nhiều, và cái độ thuận tiện nó cũng cao hơn. Đấy là cái điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai là sự khác biệt giữa hai cái dòng này không chỉ nằm ở trong cái ống kính, mà là số lượng ống kính nó cũng quyết định đến cái phần năng kính, tức là cái bộ phận thu ảnh nằm ở phía bên trong cái phần thân ống nhòm này này. Nó sẽ quyết định đến cái điều đó. Ví dụ với ống nhòm hai mắt thì bộ năng kính sử dụng là năng kính Pro, còn với ống nhòm một mắt là năng kính Pro. Hai cái hệ năng kính này khác nhau thì cũng sẽ cho cái chất lượng hình ảnh cũng như là khả năng sử dụng, khả năng quan sát nó cũng khác nhau. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là phân loại về chức năng của ống nhòm. Thì về cơ bản hiện nay các ống nhòm trên thị trường đều có các cái chức năng thông thường, đấy là quan sát khi mà mình nhìn qua cái thị kính này. Tuy nhiên thì trong các cái trường hợp đặc biệt hay những cái yêu cầu công việc đặc biệt thì ống nhòm có thể đảm nhận thêm những cái chức năng đặc biệt hơn, cao cấp hơn. Thì em đưa ra một số cái chức năng cơ bản hiện nay mà ống nhòm có thể đảm nhiệm. Đầu tiên đấy là các cái chức năng thông dụng, quan sát thông thường. Chúng ta có thể tìm gặp và mua rất là nhiều loại các cái dòng ống nhòm, thì cả một mắt cũng có, hai mắt cũng có. Cái điều thứ hai đấy là chức năng đi biển, hay còn gọi là ống nhòm dùng trong hàng hải. Thì với các cái dòng ống nhòm dùng trong hàng hải thì thông thường người ta dùng ống nhòm hai mắt, bởi vì là khi mà đi biển ấy, cái độ dao động của sóng ấy nó sẽ làm cho cái khả năng đứng vững của chúng ta không tốt, và hình ảnh của chúng ta nó sẽ bị dao động khá là nhiều. Do đó nên cần phải ống nhòm hai mắt thì chúng ta mới quan sát dễ dàng được. Và ống nhòm đi biển thì bao giờ trong cái năng kính này của nó cũng sẽ có một cái thước đo, và người ta sẽ có công thức tính để chúng ta có thể tính được là tính đứng ở trên boong tàu đến một cái điểm hoặc một vị trí cố định, ví dụ ngọn hải đăng là còn bao nhiêu hải lý hoặc bao nhiêu cây số nữa. Cái thứ ba đấy là ống nhòm đi săn và cái Ambe Zoom 12x50 Plus. Ở đây chính là một trong những cái thế hệ khá là mạnh trong ống nhòm đi săn. Thì nó có cái khả năng quan sát là tầm xa, thứ hai độ phóng đại lớn, và đặc biệt là cái độ tương phản về mặt hình ảnh, với khả năng quan sát hình ảnh phải dễ dàng và độ tương phản hình ảnh cao, thì sẽ giúp cho chúng ta là khi mà đi săn ấy dễ dàng phân biệt được con mồi ở đâu để chúng ta dễ dàng tìm được đúng cái mục tiêu. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì các bác thường dùng để đi săn ong khá là nhiều. Và cái dòng thứ tư đấy là ống nhòm hồng ngoại, đấy là ống nhòm hay còn gọi là kính nhìn đêm, ống nhòm nhìn đêm. Thì ống nhòm hồng ngoại nó sử dụng là một hộp kính laser ở bên dưới tương tự như em này,
sẽ có bên cạnh một cái thấu kính nhìn ở đây. Đây, sẽ có một cái phần thấu kính bắn laser ở bên dưới này để có thể giúp cho các bác là quan sát được vật thể. Và trong ống nhòm hồng ngoại nó lại còn có một dòng nữa gọi là ống nhòm tầm nhiệt, giúp cho chúng ta xác định được những nơi nào có động vật, tức là có thân nhiệt phát ra. Đó. Và một dòng ống nhòm được dùng khá là nhiều ở trong đời sống nữa, đó chính là ống nhòm đo khoảng cách. Đây chính là một trong những chiếc ống nhòm đo khoảng cách khá điển hình, với cái khả năng là đo khoảng cách từ các vị trí xa. Khi mà dùng em này ấy, thì chúng ta sẽ có nút nguồn và nút xác định tiêu điểm để đo khoảng cách. Thì nhìn khi mà đưa mắt vào đây, nhìn trên màn hình này, thì chúng ta có thể đo được cái khoảng cách là từ chúng ta đến cái vật thể nó là độ xa bao nhiêu. Và ống nhòm đo khoảng cách thì thường được dùng trong hai phần việc chính, đến là ống nhòm đo khoảng cách khi chơi gôn và ống nhòm đo khoảng cách khi sử dụng trong quân sự hay là trong xây dựng dân dụng. Đấy là các cái về chức năng và cái cấu tạo, về cái cách phân loại giữa chức năng cấu tạo của ống nhòm, để cho các bác có thể dễ hình dung. Để lựa chọn được một chiếc ống nhòm tốt hay một dòng ống nhòm tốt phục vụ cho cái nhu cầu của bản thân thì chúng ta cần phải chú ý đến 3 điều sau. Cái điều đầu tiên đó chính là mục đích chính khi mà chúng ta sử dụng ống nhòm là để làm gì. Có rất nhiều bác khi mà sử dụng ống nhòm thì thường sử dụng với những cái mục đích khá là cơ bản, ví dụ như là quan sát thông thường, đi du lịch hoặc là ngắm vui vui. Thì với những mục đích cơ bản như thế thì các cái tiêu chí nó không cần quá cao, nhưng với các bác có yêu cầu cao hơn khi sử dụng ống nhòm trong công việc, ví dụ như là đi rừng, đi săn ong, đi biển, thì cái dòng ống nhòm lựa chọn sẽ phải khác hơn với những cái chức năng đặc biệt hơn. Do đó cái việc mà chúng ta xác định được mục đích chính cần khi sử dụng ống nhòm điều gì sẽ quyết định đến cái việc chúng ta sẽ sử dụng dòng ống nhòm nào có nhiều chức năng đặc biệt hay không. Bởi vì các dòng ống nhòm khác nhau và với các cái chức năng đặc biệt khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến giá thành cũng như là độ khan hiếm của cái dòng ống nhòm đó ở trên thị trường. Do đó trước khi chúng ta mua ống nhòm, các bác hãy suy nghĩ kỹ rằng là mình mua ống nhòm để sử dụng với mục đích gì, để khi các bác gọi điện đến Shoptech yêu cầu tư vấn, các bác chỉ cần nêu mục đích thì bên em sẽ có thể giới thiệu được đến tất cả các bác các cái dòng ống nhòm phù hợp với mục đích sử dụng hơn, để cho các bác có thể sử dụng được tối đa cái công năng của nó và phục vụ được chính cái nhu cầu thiết yếu của bản thân mình. Khi mà chúng ta đã xác định được cái mục đích sử dụng chính, để từ đó chúng ta biết được cái chức năng chính của cái ống nhòm đó có cần chức năng gì đặc biệt hay không, thì cái điều chúng ta phải quan tâm thứ hai đó chính là tầm quan sát và cũng như độ phóng đại. Thật ra thì đối với khá nhiều anh em khi mà lựa chọn ống nhòm ấy, anh em thường hay đưa cái này lên đầu tiên, nhưng mà đối với cá nhân em trong quá trình tư vấn bán hàng khoảng 2 đến 3 năm nay thì em nhận thấy rằng cái mục đích sử dụng nó sẽ quan trọng hơn nhiều. Bởi vì tầm quan sát và độ phóng đại của các dòng ống nhòm đa số là tương đương nhau. Nếu bác nào tìm hiểu sâu về ống nhòm, các bác có thể thấy một số những thương hiệu ống nhòm cực lớn trên thế giới như là Nikon hay là Leica, cái độ phóng đại của ống nhòm thì thường khá là thấp. Vậy thì điều đấy không có nghĩa là chất lượng hình ảnh hay khả năng quan sát của những dòng đó sẽ thấp hơn so với các cái dòng ống nhòm Trung Quốc rẻ tiền, mà là cái điều đó nó phục vụ chính cho cái mục đích của mình sử dụng trước. Vậy thì để chọn lựa được cái tầm quan sát và độ phóng đại như thế nào thì em sẽ cùng bật mí cho các bác một số những cái điều sau đây. Cái điều đầu tiên về tầm quan sát đối với các cái dòng ống nhòm một mắt thì tầm quan sát của các em nó thường là khá cao, dao động từ 3.000m cho đến tối đa khoảng 7-8.000m cũng có. Tuy nhiên ống nhòm một mắt có cái đường kính vật kính khá nhỏ, do đó nên là khi quan sát ấy, chúng ta phải có kỹ năng quan sát rồi, hoặc là chúng ta đã quen nhìn thông qua các thấu kính ống nhòm rồi thì chúng ta quan sát nó mới dễ dàng. Do đó nên là với các bác mới sử dụng ống nhòm thì không nên sử dụng các cái dòng ống nhòm một mắt quá chuyên sâu hoặc là độ phóng đại quá cao. Cái thứ hai là về tầm quan sát đối với các em ống nhòm hai mắt thì nó sẽ dao động từ khoảng 56 cho đến 3.000m đổ lại là trong tầm quan sát sắc nét. Các bác lưu ý nhất là trong tầm quan sát sắc nét, còn bên ngoài tầm quan sát đó ấy,
các em nó vẫn có thể quan sát được, tuy nhiên là cái mức độ gọi là sắc nét của hình ảnh nó không còn đạt chuẩn được nữa. Và các bác mới sử dụng hoặc mới sử dụng lâu dài hoặc khi mà sử dụng ống nhòm trong cái quá trình di chuyển với các cái mục đích, ví dụ như là đi tàu bè này, đi săn này, hay là cần quan sát với độ phóng đại lớn hơn ấy, thì các bác có thể ưu tiên sử dụng các cái dòng ống nhòm hai mắt, bởi vì cùng với một mức phóng đại nhưng với cái đường kính vật kính lớn hơn ống nhòm một mắt rất nhiều, chúng ta sẽ có thể quan sát được với hình ảnh nó rõ nét hơn, nó sắc nét hơn và độ ổn định hình ảnh nó cao hơn. Các bác có thể tưởng tượng như thế này: ống nhòm một mắt như cái tivi 21 inch, ống nhòm hai mắt như cái tivi 50 inch, cùng với một cái mức phóng đại hình ảnh trên tivi giống nhau, thì khi chúng ta quan sát ở một cái tivi 50 inch thì chúng ta có thể cảm nhận được hình ảnh nó sẽ chuyển động, nó tĩnh hơn, nó ít chuyển động, nó ít dao động, nhập nhằng lên xuống hơn, chúng ta sẽ dễ quan sát hơn, và quan sát lâu nó sẽ không bị đau đầu cũng như bị chóng mặt. Ngược lại và với cái tivi 21 inch thì khi mình quan sát ấy, nó sẽ có những cái độ dao động hay là cái độ nhức mỏi mắt nhất định đó. Vậy nên là chúng ta, em muốn rút ra một số cái kết luận là khi các bác mới sử dụng thì nên ưu tiên sử dụng các dòng ống nhòm hai mắt. Thứ hai là khi mà sử dụng trong các cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là phục vụ những công việc đặc biệt, đi săn, đi rừng, đi biển, hoặc là cần quan sát với độ phóng đại lớn, thì chúng ta có thể ưu tiên dùng các cái dòng ống nhòm hai mắt. Còn ngược lại, khi các bác mong muốn cái sự nhỏ gọn, gọi là bỏ túi được, hoặc là cần quan sát với những cái tầm cực xa và đã có một số cái kỹ năng nhất định trong cái việc sử dụng ống nhòm rồi, thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng các cái dòng ống nhòm một mắt sau đó cho nó phù hợp. Cái điều thứ ba mà em muốn nhấn mạnh đến các bác khi sử dụng và lựa chọn ống nhòm này, các bác cần phải chú ý đến thương hiệu của ống nhòm cũng như là cái thời hạn bảo hành của nó. Vì sao chúng ta cần phải chú ý đến thương hiệu và thời gian bảo hành? Cái thứ nhất là mỗi dòng ống nhòm có cái chất lượng hình ảnh, thấu kính cũng như là cái thời gian bảo hành khác nhau. Vậy với những dòng ống nhòm với thương hiệu đến từ các quốc gia có uy tín, ví dụ như Nhật Bản, Đức hay là Mỹ, thì thường là các cái thương hiệu đến từ quốc gia đó, người ta có cái độ tỉ mỉ trong quá trình gia công, do đó cái thấu kính sẽ giúp thu hút được ánh sáng tốt hơn và hình ảnh của cái em ống nhòm đó sẽ sắc nét hơn cũng như là tươi sáng hơn. Chính vì vậy nên là cùng với một mức phóng đại như nhau, tầm quan sát như nhau, thông số như nhau, các cái dòng ống nhòm mang thương hiệu đến từ Đức hay Mỹ hay Nhật Bản thì thường là có được những cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn đó. Cái thứ hai là thời gian bảo hành. Việc quan tâm đến thời gian bảo hành thì sẽ quyết định đến cái việc là sau này trong quá trình chúng ta sử dụng các cái lăng kính của ống nhòm gặp trục trặc, chúng ta sẽ được hỗ trợ từ đâu trong cái việc sửa chữa hay là bảo hành ống nhòm. Hiện tại như tại Shoptech, đối với tất cả các dòng ống nhòm tại Shoptech, bọn em có chương trình bảo hành 12 tháng. Và sau 12 tháng đó, với các cái lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng như rơi vỡ, bọn em sẽ hỗ trợ bảo hành trong 24 tháng tiếp theo. Và một trong những cái thương hiệu ống nhòm cực kỳ nổi tiếng mà bọn em có thể sang các bác sử dụng đó chính là cái dòng ống nhòm Bezum đến từ Đức. Bọn em mới nhập khẩu và phân phối trực tiếp cũng như độc quyền tại Việt Nam trong cái thời gian gần đây, cũng sẽ là một trong những cái thương hiệu khá là uy tín đến từ Đức để cho các bác có thể sử dụng và lựa chọn. Trên đây là ba cái tiêu chí về cách sử dụng, cách lựa chọn ống nhòm là sao cho nó phù hợp, để phù hợp với lại cái mục đích sử dụng và cái tài chính của mình, làm sao cho trong một cái mức nhìn vừa phải các bác có được những cái sản phẩm ống nhòm là tốt nhất, đạt được hiệu quả quan sát tốt nhất và phục vụ được chính xác đầy đủ với nhu cầu của mình. Mọi thông tin chi tiết các bác cần tư vấn hay là đang băn khoăn về một dòng ống nhòm nào đó, xin hãy cứ liên hệ đến hotline 0988 862 059 hoặc truy cập vào website shoptech.com.vn để gặp trực tiếp bọn em và để cho bọn em có được cái cơ hội tư vấn cho các bác đầy đủ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.